Trong thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp. Đáng nói là nhiều vụ việc mặc dù được chủ rừng phát hiện sớm nhưng việc xử lý lại đang vấp phải nhiều vướng mắc, bất cập, dẫn tới hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ rừng chưa cao. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông. Đây là hình ảnh một nhóm khoảng 20 người ngang nhiên phát dọn cây rừng tại tiểu khu 1522 thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Dù được giao quản lý và bảo vệ rừng, nhưng đơn vị lại không có quyền hạn và chức năng bắt giữ, lập biên bản xử lý các đối tượng phá rừng. Khi phát hiện ra sự việc, phải báo cáo với chính quyền địa phương, kiểm lâm, công an cùng phối hợp. Thì chúng tôi cũng chỉ có được hạn định trong cái quy định của cái luật về phép được và xử lý. Cho nên là chúng tôi mong muốn là chính quyền địa phương, huyện và xã cùng chúng tôi vào cuộc để mà có cái tính chất răn đe, đảm bảo cho công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới tốt hơn. Bị hạn chế về thẩm quyền xử lý, trong khi sự phối hợp với các đơn vị liên quan chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều đối tượng đã lợi dụng điều này để phá rừng. Chỉ tính riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, trong 5 năm gần nhất, có khoảng 500 vụ phá rừng được phát hiện. Tuy nhiên, chỉ có gần 1/3 số vụ được xử lý đến kết quả cuối cùng. Mình thì mình vẫn cứ phải giữ đó để mình canh tác. Nếu họ không trả cho mình thì cái đó mình phải giữ để mình làm rồi thì nó cũng là của mình thôi. Hệ thống chính quyền địa phương đối cấp huyện và cấp xã phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng mà thành lập các cái đoàn để tổ chức truy quét và đặc biệt là liên quan cái vi phạm pháp luật là phải cưỡng chế và xử lý các hộ mà lấn chiếm và tái lấn chiếm và lập theo các cái quy định xử phạt hành chính và có thể phải xử lý hình sự để làm điểm các cái trường hợp này. Đắk Nông là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số vụ vi phạm lâm luật. Áp lực lên rừng Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung vẫn không ngừng gia tăng. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phối hợp, chủ rừng sẽ ngày càng đơn độc trong cuộc chiến giữ rừng.